Chào bạn, gần đây Javenet nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn ở độ tuổi 25 cho đến 35, đó là không hiểu tại sao dạo này vùng kín thì rất là hay đau rát, khó chịu mỗi khi gần gũi quan hệ. Họ ám ảnh và khí hư, đặc biệt là khí hư, ở đũng quần con có màu như bạo động giữa xương nước mũi. Và nếu cứ tình trạng như thế này thì họ rất là hoang mang vì sợ hãi khi bị viêm nhiễm phụ khoa. Rồi nếu mà ai chưa có gia đình thì rất là sợ bị vô sinh, khó có con, hoặc là sợ chồng đi theo người khác. Nên là ngày hôm nay Giang Venus sẽ làm video này để chia sẻ cho các bạn những nguyên nhân gây đau rát ở vùng kín. Và tuyệt vời hơn nữa đó là cách khắc phục an toàn hiệu quả tại nhà mà chị em nào cũng có thể trải nghiệm. Còn bây giờ thì ok, let's go! Vấn đề đau rát thì không phải là của riêng ai, ngay cả các chị em phụ nữ cũng như các anh nam giới. Và nếu mà chúng ta không có cách thức và giải quyết đúng đắn thì bộ phận sinh dục của chúng ta sẽ bị tổn thương đáng kể. Và sau đây sẽ là từng ý nhỏ để Giang muốn các bạn tìm hiểu. Một, kích ứng da gây đau rát vùng kín. Cái biểu hiện này các bạn cứ tưởng tượng nó là khi các bạn tắm bằng xà phòng, xà bông hoặc là cái sữa tắm có độ pH nó mất cân bằng bên trên cơ thể và bên dưới thì sẽ khiến da các bạn bị nóng, bị rát, bị sưng, bị tấy, bị mẩn đỏ, đặc biệt đó là phần cô bé của các bạn bị đau, bị rát và nó khó chịu, nó nhạy cảm cực kỳ luôn các bạn ạ. Và nhiều người hay nói đây là tình trạng da bị viêm do tiếp xúc với những cái chất dị ứng như thế và nó sẽ đau rát, ngứa rát, khó chịu và dữ dội. Giải pháp trong cái trường hợp này đó là bạn hãy tránh xa, tránh tiếp xúc với những cái chất có nồng độ cồn quá là cao, hay đơn giản đó là những cái chất có độ pH tẩy rửa quá là nhiều sẽ khiến cho da của các bạn bị bào mòn và bị tổn thương. Các bạn nên hạn chế đụng vào cho đến lúc mà nó lành lặn. Còn nếu mà mãi nó không tốt hơn mà nó cứ bị đau dai dẳng như thế này thì các bạn ngay lập tức đến trung tâm y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám. 2. Nhiễm khuẩn gây đau rát cô bé. Bạn có thể bị đau rát do nhiễm khuẩn, và nhiễm khuẩn thì có rất là nhiều loại, trùng do này, trùng nấm này, và cái lứa tuổi mà dễ bị gặp nhất đó là 15 cho đến 44 tuổi. Wow. Người bệnh có thể bị đau rát âm đạo sau khi đi tiểu hoặc có những cái biểu hiện cụ thể như sau: ngứa âm đạo, dịch âm đạo có màu trắng hoặc xám, và đặc biệt đó là đau rát sau khi quan hệ. Cái nhiễm khuẩn cô bé đấy này bị lây chính qua đường quan hệ tình dục. Vì thế nên các bạn hãy quan hệ tình dục an toàn, một vợ một chồng hoặc là một nam một nữ, bên cạnh đó vệ sinh cô bé sạch sẽ. Còn nếu mà cứ để cho tình trạng dai dẳng như thế này thì các bạn vẫn phải đến bệnh viện để hỗ trợ điều trị, cũng như là có những cái phác đồ điều trị cụ thể của các bác sĩ chuyên môn. Bạn đang khó chịu với mùi hôi của cô bé, hay đơn giản cô bé của bạn xuất hiện khí hư như huyết trắng, bã đậu, sữa chua khiến cho chồng sợ hãi. Bạn đang lo lắng loay hoay, không biết lựa chọn cái sản phẩm dung dịch vệ sinh nào phù hợp và đặc biệt phải an toàn. Và nguy hiểm hơn cả, đó là bạn chưa biết cách chăm sóc cô bé đúng cách, cực kỳ an toàn. Thấu hiểu vấn đề trên, Giang sẽ mang đến cho các bạn một cái giải pháp khiến cho hàng triệu chị em phụ nữ ngoài kia được chồng yêu thương, nâng niu và chiều chuộng, đó là sản phẩm keo vệ sinh Venus tinh chất vàng. Đây là đứa con tâm huyết của Giang, lần đầu tiên ở Việt Nam và trên thế giới cho ra đời sản phẩm lấy vàng để rửa và chăm sóc cô bé. Keo vệ sinh Venus tinh chất vàng 24K giúp trẻ hóa cô bé, loại bỏ mùi hôi khó chịu, duy trì độ pH, đặc biệt đó là sản sinh ra hương thơm tự nhiên. Đây là cái sản phẩm và giải pháp mà Giang Venus tin tưởng và sử dụng suốt 3 năm qua. Keo vệ sinh Venus cho ta gần nhau hơn. 4. Nhiễm nấm âm đạo khiến cho cô bé bị đau. Tình trạng nhiễm nấm âm đạo chúng ta nghe rất là quen rồi đúng không ạ? Hay còn gọi là nấm candida. Và cái vi khuẩn candida này nó có thể ở môi, ở lưỡi, ở trong dạ dày, ngay đặc biệt đó là ở trong cô bé của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta có cái hơi thở không được thơm tho vào mỗi tháng, đó là do lưỡi của chúng ta đang bị viêm nấm candida ở trong lưỡi, hoặc là một số người cái hơi thở rất là hôi ấy, là do cái nấm candida nó đang ăn ở trong cái dạ dày của mình. Nên là cùng một loại nấm này ở lưỡi, ở dạ dày hay ở bím, tuy nhiên ở bím nó sẽ khiến cho cực kỳ đau rát. Nguyên nhân là do ngày xưa chúng ta bị viêm nhẹ, chúng ta không hỗ trợ điều trị, không chữa trị dứt điểm, làm cho bị viêm nặng, và cái biểu hiện đó là cái đũng quần con nó trắng như cận cận như kiểu bã đậu, óc đậu ấy, thì đó là cái lúc mà ngứa kinh khủng và ngứa đỉnh điểm. Bên cạnh cái dấu hiệu ngứa thì còn có những cái triệu chứng ví dụ như là đau khi quan hệ, cực kỳ đau rát. Tại vì đã ngứa rồi thì cái niêm mạc bị tổn thương thì làm sao có thể chân chu và da dịch nhầy được đúng không ạ? Tiếp theo đó là khó chịu khi đi tiểu. Ở bản thân Giang Venus cũng đã từng gặp cái trường hợp này. Ngày xưa thì không có kiến thức về phòng the nên là cũng lấy cái bánh xà phòng để rửa, và khi rửa xong nó cực kỳ đau rát, và khi mà đi tiểu nó cực kỳ sót. Nên bạn nào mà đã bị viêm nhiễm nấm candida, đã bị ngứa rồi thì khi đi tiểu nó là một cái ác mộng các bạn nhá. Và vẫn là có dịch tiết ra từ âm đạo, nhưng mà cái dịch này là dịch viêm, dịch hôi, dịch có mùi, có màu và nó hơi tanh một chút. Và nếu mà chúng ta không chữa trị như thế này ấy, thì chúng ta dễ bị tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa cao, đặc biệt đó là vô sinh. 5. Bị viêm nội tuyến cổ tử cung.
phải nói là ác mộng các bạn ạ. Bình thường bị viêm nhẹ không chữa thành viêm nấm candida, nhưng khi mà bị viêm nấm candida ở bên ngoài rồi mà không chữa nữa thì nó sẽ ăn sâu vào trong cổ tử cung, vòi trứng và bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Khi mà bị viêm lộ tuyến cổ tử cung thì cái khí hư nó cực kỳ hôi, cực kỳ có mùi, cực kỳ tanh và cái tỷ lệ thụ thai cực kỳ khó, dẫn đến tỷ lệ vô sinh cao nhất. Thứ nhất đó là khi mà các con TB nó bơi vào thì nó sẽ bị cái phần viêm này nó ăn sạch, dẫn đến tình trạng đó là không còn tinh trùng. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà bị viêm này mà đi cắt, đi đốt lộ tuyến thì gần như mất một cái mảng thịt ở trong cổ tử cung, rất là khó để sinh thường và tỷ lệ vô sinh cực kỳ cao, bởi vì tinh trùng rất là bị cản trở trong khi mà gặp nàng trứng. Là phụ nữ, ai rồi cũng sẽ phải đối diện với nỗi đau cô bé của mình bị rộng, bị nhão, bị thâm, chảy xệ do tần suất ABC nhiều, hay đơn giản sau mỗi khi sinh em bé bị rộng tầng sinh môn. Nguy hiểm hơn, có một số chị em bị các bệnh về viêm phụ khoa, viêm lộ tuyến khiến cho dai dẳng mãi không khỏi. Hãy quên nỗi lo đó đi. Ngày hôm nay, Giang Venus muốn chia sẻ cho các bạn Venus Vagina sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề bên trên chỉ bằng một liệu trình, giúp các chị em khít như tuổi đôi mươi, không cần phải đi phẫu thuật, đau rát, tốn kém mà chưa chắc đã khít thật. Đặc biệt trong mấy tháng đó phải kiêng kỵ ABC gần gũi chồng, không khác gì tự nhiên dâng chồng cho người khác. Venus Vagina được bào chế từ các thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính, không tác dụng phụ. Venus Vagina đã giúp cho 1 triệu cô bé phụ nữ Việt trở nên khít hồng như tuổi đôi mươi. Venus Vagina lưu giữ tuổi thanh xuân. Trên đây, Giang Venus đã chia sẻ cho các bạn 5 nguyên nhân khiến cho cô bé của chúng ta bị đau rát khi quan hệ, đặc biệt có thể là bị ngứa sót đến khi chảy máu. Giang Venus rất là muốn sau video này các bạn có thêm cái lăng kính đa chiều, có thêm kiến thức về giữ gìn cái bạn hĩnh của chúng ta đúng cách, làm thế nào để sạch sẽ, thơm tho, không bị viêm nhiễm phụ khoa, khiến cho chồng yêu, chồng chiều và đặc biệt đó là có thể xe khít tại nhà an toàn hiệu quả như giải pháp mà Giang Venus vừa chia sẻ bên trên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video này. Nếu bạn thấy nó hay, hãy ấn like và share. Bên cạnh đó, hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Giang Venus. Nếu bạn muốn trò chuyện tâm sự, hãy ấn ngay vào link dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!